thưa sư, vì sao đàn ông rất ít người quan tâm đến Phật Pháp? Quý vị nói thì phải nói là mình căn cứ vào đâu ha? Mình phải có một cái con số thống kê chứ. Chứ còn mình nói mà mình nói một cách nó rất là cảm tính đó, thì sư e là nó có vấn đề. Tại vì theo thống kê nhé, theo thống kê thì số lượng tăng vẫn hơn số lượng ni. Nhưng mà vấn đề như thế này nè, là Phật giáo Việt Nam á, có đặc điểm là nặng về niềm tin. Do cái số chúng sanh á, thiên hướng về niềm tin á, rất là nhiều. Ở đây phải nói là sư chỉ trình bày một cái sự thật khách quan, chứ ở đây không có khen chê gì ở đây hết. Tại vì á, chúng sanh á, khi mà tu thì có ba loại, là nặng về niềm tin nè, nặng về trí tuệ nè, nặng về sự tinh tấn nè. Ha. Thì đặc điểm của Phật giáo Việt Nam mình thì do là người dân mình nặng về niềm tin nhiều hơn. Chứ không nói là cái gì dốt nha, đừng có cái kiểu mà suy diễn kiểu đó ha. Giống như nói bây giờ sư thích nuôi chó hay nuôi mèo, sư nói bây giờ sư thích nuôi mèo, có nghĩa là sư ghét chó, nó tầm bậy nha, đó tầm bậy. Do sư quay lại vấn đề, do người dân mình thì khuynh hướng nghiêng về niềm tin nhiều hơn. Quý vị cứ nhìn thực tế đạo Phật Việt Nam mình đi, quý vị sẽ thấy khi mà người ta nghiêng về niềm tin á, thì cái gì nó sẽ nhiều. Cúng kiến nè, lễ hội nè, lễ bái nè, các cái chương trình để phát triển niềm tin nó sẽ phát triển rất là mạnh mẽ. Còn khi á, mà một cái nền Phật giáo mà cái đặc điểm trí tuệ nhiều á, quý vị sẽ thấy là ở đó đa phần người ta sẽ hướng đến cái việc hành thiền. Quý vị sẽ thấy là hai cái khuynh hướng nó khác nhau rất là nhiều ha. Một khuynh hướng là chú trọng về cái mặt lễ bái, lễ bái rồi có cái rồi thờ cúng, còn một bên thì chú trọng cái việc hành thiền. Đó. Thì do Phật giáo Việt Nam mình, quý vị thấy thực tế rồi ha. Mà nó lại như vậy nữa nè. Đặc điểm của người nam á, thì thiên về trí tuệ nhiều hơn. Mà đặc điểm của người nữ á, thì thiên về niềm tin nhiều hơn. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà mình có cái câu là thiện nam mà tín nữ. Người nữ thì thiên về niềm tin nhiều hơn là người nam. Chính bởi vì như vậy, khi mà cái nền Phật giáo của mình á, có khuynh hướng về niềm tin nhiều á, thì tự nhiên là sẽ hợp với tánh của mấy bà thôi. Đơn giản như vậy. Cứ lễ lọc vô, cứ lễ bái, rồi những cái chương trình là thôi cứ quỳ, rồi cứ sám hồng danh, cứ tha hồ lạy mấy trăm lạy. Mấy bà mấy cô mê lắm. Đó. Rồi đó, một cái lên rồi xây cái chùa lộng lẫy, rồi đèn, rồi nhang, rồi thờ, rồi phượng. Trời ơi, coi như là mấy bà mấy cô mê lắm. Đó. Thì nó dẫn đến cái chuyện là quý vị thấy phụ nữ đi chùa gì. Đơn giản vậy thôi. Không biết vấn đề này thì Đại Đức Tệ Tường có cái nhìn như thế nào? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Thì nói thật sự quý vị là nghe bản thân sư thì khi mà sư đọc câu hỏi này là thì sư cũng có câu hỏi giống như y như Đại Đức Hạnh Tuệ hỏi quý vị thôi. Đó là câu hỏi khi mà quý vị nói đến những cái vấn đề đó, mà giống như là số lượng đó, số lượng hay này nọ phải cần thống kê thôi, vậy cần thống kê dẫn chứng đó, nó cụ thể thì mình mới phân tích được, nó ra vấn đề chính xác được. Còn ở đây quý vị hỏi một câu khía cạnh rất là rộng lớn, bản thân sư thấy rất là rộng lớn luôn. Bởi vì sao quý vị dùng các câu hỏi quý vị là vì sao đàn ông, nhưng mà đàn ông ít quan tâm Phật Pháp. Cái cạnh đó quý vị, nếu mà nói câu hỏi chung chung rồi nè, nó thậm chí nó lan tỏa lên tới toàn thế giới luôn đó. Có nghĩa là ví dụ bây giờ thế nào có thể hiểu là đàn ông, đàn ông trên toàn thế giới ít quan tâm Phật Pháp, Nghe là phải nói là đàn ông, những người mà Phật tử đó, những người mà theo Phật giáo đó, ít quan tâm đó. Thì rất là rộng lớn. Thì thật sự nếu quý vị trong tương lai quý vị có đi qua những nước quốc giáo giống như là Sri Lanka hay Thái Lan hay là Myanmar, Lào, Campuchia đó, thì quý vị quan sát, quý vị sẽ tự có mình câu trả lời không? Là đàn ông ít quan tâm, ít có đúng hay ít. Quý vị đang nghĩ, có suy nghĩ chủ quan không, ít quan tâm không đó. Quý vị sẽ tự hiểu. Còn ở đây đôi khi mình đưa ra câu hỏi này nó hơi phiến diện, quý vị, nó hơi phiến diện. Cái suy nghĩ quá nó quá là chủ quan. Cho nên là nói gì nói chứ cũng mong là quý vị trong tương lai quý vị sẽ đi ra những cái nước quốc giáo, quý vị sẽ học hỏi được nhiều điều, quý vị sẽ trả lời câu hỏi này rõ ràng hơn. Chứ mình nghĩ như vậy thì nó cũng hơi chủ quan. Chứ không, chứ đừng nghĩ là đàn ông ngay cả Đức Hạnh Tuệ cũng dẫn chứng quý vị đó. Là ngay cả mà đàn ông á, là ở quốc độ Việt Nam mình, ở nước Việt Nam mình thôi, khía cạnh ở trong nước Việt Nam mình thôi, đúng không? Được số lượng cũng đông hơn là nữ nữa, chứ đâu phải mình nói là mình không có căn cứ, không có cái luận chứng ở đâu á, mình dẫn chứng mình nói là đàn ông ít hơn, ít quan tâm hơn, thì cái đó không đúng. Rồi cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp